Trên đời chẳng có việc nào là dễ, và việc sáng tạo cũng như vậy. Những khó khăn của ngành sáng tạo thì nhiều chẳng kém ai, nhưng đa số đều không bao giờ được mọi người trong cuộc nhắc đến. Phần vì họ biết rằng hầu hết chẳng có ai muốn quan tâm, vì đôi khi ngay cả chính bản thân họ cũng không nhận thức rõ ràng được chúng. Phần tôi thì các dự án sáng tạo từ cỡ nhỏ đến cỡ vừa, từ 3 tháng đến 3 năm tôi đều đã kinh qua. Riêng chỉ có thành công vang dội đến nỗi giúp tôi mua được tấm vé làm người đầu tiên lên sao Hỏa sinh sống và nghiên cứu thì chưa gặp. Công thức để thành công thì tôi không có, và bạn cũng đừng hỏi tôi. Nhưng nếu bạn cũng là một người làm sáng tạo hay quan tâm đến công việc sáng tạo, dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý mà tôi đã tích cóp được sau nhiều năm làm việc và học hỏi từ những người đi trước. Hãy bắt đầu với những dự án nhỏ, nhất là khi bạn còn trẻ. Để bắt đầu được một dự án với nhiều tham vọng và mục tiêu lớn lao thì dễ thôi. Nhưng để hoàn thành được một thứ mình đã đặt ra cách đây chỉ gần 6 tháng thôi đã là một thử thách vô cùng khó khăn. Mà đấy là 6 tháng, vẫn còn dễ lắm. Khi bạn mới chân ướt chân ráo đặt chân vào thế giới sáng tạo, bạn đã vội vàng khởi động một dự án mà bạn đoán sẽ cần ít nhất 1 năm để hoàn thành, thì bạn cứ yên tâm rằng khả năng cao bạn sẽ không thể làm được, hoặc là khoảng thời gian đó sẽ kéo dài gấp 2 đến 3 lần. Trong cả quãng thời gian đó, bạn sẽ là một người đau khổ, và bạn sẽ ghét chính mình vì quá yếu đuối và lười biếng. Thứ hai, khi bạn đã dành một khoảng thời gian dài với một dự án, việc bạn dần dần trở nên mệt mỏi và chán ngán với cái thứ bạn đang làm hiện tại, và thèm được nhảy sang một dự án mới, một ý tưởng mới, hay sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Lý do vì sao thì tôi sẽ trả lời ở ngay đoạn dưới thôi. Và nếu bạn cứ làm việc theo kiểu này, thì bạn chỉ tự hại mình mà thôi. Bởi tất cả những gì bạn còn lại sẽ chỉ là một đống đổ nát của những thứ vẫn chưa thành hình được. Và bạn biết không, những thứ đó bạn không bán được cho ai đâu. Hơn nữa, khi bạn cảm thấy kiệt quệ và thậm chí là tuyệt vọng khi nhìn thấy danh sách những việc mà bạn cần làm cho dự án hiện tại, cứ ngày ngày tăng lên và mãi không thấy hồi kết ở đâu, thì nếu như bạn đã hoàn thành được một dự án trước đó, dù nhỏ, thì ít nhất trong đầu bạn đã có được một sự công nhận rằng, ồ, dù vất vả và trông có vẻ vô vọng thật đấy, nhưng giai đoạn này mình đã từng trải qua ở dự án trước rồi, và dự án đó cuối cùng vẫn đi đến được hồi kết. Đa phần các dự án gần đến cuối đều sẽ phải đi đến giai đoạn crunch, khi mà mỗi người phải bỏ ra 15 đến 18 tiếng một ngày để làm việc và không nghỉ một ngày nào liên tục một quãng thời gian để hoàn thành được nó. Và giai đoạn này cũng sẽ là giai đoạn xác định được sự kiên trì của bạn. Thứ ba, đó là khi bạn còn trẻ, còn mới, còn nhiều điều để học về công việc sáng tạo mà bạn đang làm, thì cũng có nghĩa là tốc độ tiến bộ và tăng trưởng của bạn đang ở mức rất cao. Chỉ có càng về sau, khi bạn đã ngày càng có nhiều hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm hơn, thì tốc độ phát triển của bạn mới chậm dần lại. Học hỏi được nhanh thì đương nhiên là tốt cho bạn, nhưng nó lại không tốt một chút nào đối với một dự án dài hơi. Vấn đề của việc bạn muốn thực hiện một dự án dài hơi khi bạn vẫn còn là một lính mới, đó là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bạn đã mau chóng tiến bộ vượt bậc hơn chính mình trước đó. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng cái ý tưởng ban đầu của mình thật quá kém cỏi và còn nhiều lỗ hổng về mặt bản chất. Một yêu cầu tối quan trọng khi thực hiện một dự án dài hơi, đó là bạn lúc nào cũng phải hết mực tin tưởng vào nó. Niềm tin của bạn phải đủ lớn lao để bạn có thể chống chọi qua khó khăn cùng với nó suốt một thời gian dài. Mà bây giờ mới chỉ 3 tháng mà bạn đã bắt đầu có dấu hiệu đánh mất niềm tin và ý tưởng mà bạn đang làm, chỉ đơn giản vì bạn đã tiến bộ lên, thì gần như 99% là dự án này của bạn sẽ thất bại. Vì thế lúc này hãy nhớ rằng, 10 dự án lớn nhưng không có cái nào hoàn thành thì cũng không bằng một dự án tuy nhỏ nhưng đã hoàn thành. Bởi việc hoàn thành được một dự án đó sẽ là một minh chứng hùng hồn cho sự nghiêm túc và khả năng kỷ luật cá nhân của bạn. Hãy để cho những dự án dài hơi sau này, khi mà bạn đã là một người dày dặn kinh nghiệm hơn và tốc độ phát triển của bạn cũng đã ổn định hơn. Tuy vậy, nếu như sau khi đọc những dòng này mà bạn vẫn quyết tâm cho rằng dự án lớn và đầy tham vọng của bạn đang làm là xứng đáng và rằng bạn đủ khả năng để theo đuổi nó đến cùng, thì bạn cứ việc, tôi ủng hộ bạn hai tay vì quyết tâm đó. Điều tôi muốn ở đây chỉ đơn giản là bạn hãy hiểu rằng mình đang làm gì, rằng mình tính toán thiệt hơn kỹ càng như thế nào, trước khi quăng mình vào một hành trình đầy gian khổ mà trong đầu không có lấy một chút ý thức nào về những khó khăn đang chờ đợi mình. Hãy biết yêu. Để làm được những điều lớn lao, con người ta cần một thứ thuốc tên là tình yêu. Thật vậy, nếu bạn đã đọc về đội quân đồng tính bất bại thành Thebes,
Chỉ với 300 binh sĩ mà Độc Cô Cầu bại thì bạn sẽ hiểu sức mạnh của thứ thuốc này lớn như thế nào. Mặc dù điều này có hơi sến một chút, nhưng ai trong đời cũng nên ít nhất từng trải qua cái ngọt ngào và cái cay đắng của tình yêu một lần thì cuộc đời mới thực sự trọn vẹn. Và điều này đặc biệt đúng đối với những người làm sáng tạo. Bạn có thể không có thời gian cho những mối quan hệ, nhưng ít nhất hãy yêu say đắm lấy một người. Bởi tình yêu của bạn dành cho họ sẽ là nguồn động lực gần như là bất tận để bạn tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Tôi nói thật, nếu bạn dành 8 đến 10 tiếng mỗi ngày cho công việc full time, thì dù cho khi ở chỗ làm có quyết tâm về nhà và tiếp tục công việc sáng tạo của mình đến đâu, khi về đến nhà gần như ngay lập tức sự quyết tâm đó của bạn sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Vì thế hãy yêu lấy một ai đó, yêu đơn phương cũng được, miễn là có một thứ gì đó giúp bạn đứng dậy. Như ông Nikola Tesla cũng vậy, cả đời cống hiến cho khoa học, không lấy vợ và cũng không biết đến sex là gì. Hôn nhân và tình dục thì có thể không, nhưng tình yêu thì nhất định phải có. Bằng chứng là ông vẫn đều đặn trao đổi thư từ và gửi hoa cho phu nhân Katherine Johnson, vợ của bạn thân Robert Johnson, hay là việc ông đã đem lòng yêu lấy một con chim bồ câu trắng trên thềm cửa sổ khách sạn New York. Tất nhiên, việc gì cũng có mặt trái của nó. Bạn cần tình yêu làm động lực, vì thế nên hãy cố gắng học cách làm chủ được nó. Tránh trường hợp để tình yêu làm mở mắt rồi hủy hoại công việc của bạn. Đã là tình yêu thì chắc chắn phải có đau khổ. Đau khổ ở mức vừa phải thì sẽ rất tốt cho công việc sáng tạo của bạn. Nhưng nếu để đến mức vật vã quằn quại, để người ca sĩ phải mất giọng, người họa sĩ phải cụt tay thì hết sức nguy hiểm. Vậy làm gì khi bị block? Ad block, writer block, creative block, đủ thể loại block khác nhau. Ai đã làm sáng tạo rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ phải trải qua cảm giác không lấy gì làm dễ chịu này. Đó là khi cái con bé hay thằng bé ngốc nghếch ở bên bạn bỗng một ngày nào đó lăn ra khóc, kêu rằng nó ốm. Ốm nặng đến mức khiến cho chủ nhân của nó phải ốm theo, từ thể chất cho đến tinh thần. Cái trò ốm này một khi đã trúng phải, thì người dù là có đại thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải đầu hàng, vì không thể nào cho ra đời được một thứ gì mang dáng dấp của chất lượng, hay chí ít là bản thân chấp nhận được cả. Trên đời này cũng không thiếu người vì bị block mà đã phải từ bỏ nghề của mình. Bạn sẽ căm ghét việc mình làm, và sẽ căm ghét luôn cả chính bản thân của bạn. Bạn hậm hực nhớ rằng có một thời, đầu và tay đôi khi là gắn bó khăng khít. Đầu nảy ra được ý tưởng gì là tay sẽ thực hiện được nó, gọn gàng và hiệu quả. Nhưng giờ thì khác. Giờ thì đầu bạn có nghĩ ra được bao nhiêu ý tưởng bay bổng, điên rồ và thú vị đi chăng nữa, thì bàn tay cũng chỉ cho ra được con run, con rán, nhạt nhẽo vô vị và hết sức thiếu sáng tạo. Những lúc như thế, bạn cần phải làm gì? Gợi ý này, việc bạn cần làm không phải là tự đập đầu mình vào tường, cho đến khi đầu bạn tụt tầm trí tuệ rồi xuống bằng trình độ với tay của bạn. Giống như những vết thương về thể chất, block cũng là một vết thương của tinh thần. Và bởi vì ít ai coi nó như một vết thương cần được chữa trị đúng cách và kịp thời, nên hậu quả của nó để lại đôi khi thật khủng khiếp. Tất nhiên, việc luyện tập để khôi phục thể chất là cần thiết, nhưng về cơ bản khi đã bị block, thì đó là tín hiệu báo với bạn rằng con nhóc hay thằng nhóc trong bạn đang cần được nghỉ ngơi. Việc bạn cứ hung hăng luyện tập những mong vượt qua được nó sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Nếu bạn chấn thương khi đi tập gym, liệu bạn có cố gắng luyện tập với cường độ cao hơn bình thường để qua khỏi chấn thương không? Dĩ nhiên là không rồi, block cũng thế. Bạn đã từng nghe thấy hiện tượng một họa sĩ sau một thời gian dài không động vào vẽ khi quay lại bỗng nhiên tiến bộ hơn trước chưa? Sự thật là, kể cả khi chúng ta không trực tiếp bắt tay vào thực hiện công việc hay giải quyết một vấn đề nào đó, thì tiềm thức của chúng ta vẫn luôn tự hoạt động ở phía sau bằng cách riêng của nó. Và đôi khi nhiệm vụ của bạn không có gì khác ngoài để yên cho nó tự làm việc. Trong lúc đó, bạn có thể đi làm những việc khác mà bấy lâu nay bạn vẫn bỏ bê. Biết đâu bạn lại cảm thấy chúng thú vị hơn hẳn trước, khi giờ đây bạn không muốn phải đối mặt với sự bế tắc khổng lồ kia nữa. Thế nên hãy tạm buông tay, rồi bạn sẽ tự cảm ơn chính mình vì điều đó. Bạn có thể là một tín đồ của quy tắc 10.000 giờ, và cái quy tắc đó có thể dễ hình dung thật đấy. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe này, quy tắc đó nhắc đến số lượng thời gian mà bạn phải bỏ ra để trực tiếp luyện tập trước khi bạn có thể trở thành một nghệ nhân trong một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng điều mà nó không nhắc đến là việc bạn sử dụng 10.000 giờ đó như thế nào, với cường độ hàng ngày ra sao. Cá nhân tôi rất ghét cái quy tắc đó. Dẹp quách cái ý nghĩ mà bạn có thể ào ào xô đổ mọi vật cản
trong công cuộc tiến đến thành nghệ nhân của bạn đi. Người ta bảo rồi, muốn làm thợ đốn củi lâu dài thì phải biết thỉnh thoảng lên núi mà mài rìu, chứ không phải hùng hục mà phang. Đến máy móc dùng lâu còn phải sửa chữa thay dầu, huống chi là con người. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!